Đi làm về khuya, chàng trai thấy hàng xóm nằm la liệt ngoài đường, hỏi ra mới biết nguyên nhân. Theo đó, trên con đường quê tối om, bà con rủ nhau ra đường. Người trải chiếu dưới đất, người bưng cả giường ra để nằm. Có người ngồi trên ghế, có người chỉ lót chiếc dép rồi ngồi lại với nhau nói chuyện thâu đêm. Tuy nhiên, dù đã ra đường nằm nhưng mà trên tay mỗi người đều cầm theo một cây quạt. Vì tiết trời ngày hè đã nóng, còn thêm mất điện lại càng nóng hơn. Thời gian qua, tình trạng mất điện luôn phiên kéo dài từ thành thị cho tới nông thôn. Ở chốn làng quê, người dân sáng thì có thể đi tìm chỗ tạm trú, nhưng tối về mất điện lại không biết đi đâu, chỉ biết kéo nhau ra đường nằm cho bớt đi cái oi ả ngày hè. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người phải thở dài trước tình trạng mất điện kéo dài. Dù đã cố tìm cách vượt qua cái nóng, nhưng nhiều người lớn tuổi và trẻ em thì lại không chịu được, chỉ còn cách rủ nhau ra đường nằm để mà xua đi cái nóng. Một số bình luận được mọi người để lại: y như chỗ tôi khi mất điện, nhà thì mang chiếu, nhà thì mang võng, kéo nhau ra lề đường ngồi tán phét, chán thì đi ngủ. Cúp điện một cái là tình làng nghĩa xóm đi lên hẳn. Mất điện rồi thì mất máu nữa, tại nằm ngoài đường mũi chích dữ lắm. Nằm ngoài đường thì mát làng, mát xóm, nhưng mà tài xế thì đổ mồ hôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.